bây giờ khi nghe nhạc hoặc là xem phim trên một số trang web thì nó có chèn quảng cáo vào, làm chúng ta rất là khó chịu. Khó chịu nhất là khi mà chạy tới một đoạn nào đấy mà nó chèn quảng cáo vào ở đầu này thì đỡ 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 bực. Khi đang nghe hoặc là đang xem mà đến một đoạn giữa nào đấy mà nó còn chèn quảng cáo vào. Cái này là một tiện ích của Google. Các bạn vào mục cài đặt, các bạn vào cái dấu ba gạch này nhé, xuống cài đặt setting, các bạn vào tiện ích. Cái này là mình đã cài rồi, các bạn chưa cài thì các bạn kéo chuột, lăn chuột xuống dưới cùng, các bạn ấn chỗ tải thêm tiện ích ấy. Các bạn gõ vào chữ này ADB LOCK cách Plus, các bạn ấn Enter nhé. Đây nó sẽ ra cái này. Đây các bạn chủ yếu các bạn cài cái này và cái này. Các bạn ấn thêm vào Google cho. Cái này tớ tải rồi nên là nó không có, chẳng hạn như cái này. Rồi, vậy là xong ấy. Các bạn vào lại mục cài đặt xem là có chưa nhé. Đây, cái mục tớ vừa cài đây. Nếu mà nó chưa tích vào thì các bạn ấn dấu tích vào nhé. Nhưng mà cái tiện ích này một số trang web nó sẽ phát hiện ra và nó bắt mình tắt đi. Chẳng hạn như trang web Dinh TV. Đây nó bắt mình tắt cái phần mềm chương trình chặn quảng cáo đấy lại thì nó mới cho xem. Chúng ta lại vào mục cài đặt tiện ích, nhưng chúng ta bỏ dấu tích ở những cái tiện ích này. Rồi bây giờ xem được rồi. Còn một cái khó chịu nữa là khi các bạn xem video trên YouTube sẽ có một cái mục chú thích, nó sẽ hiện lên như thế này. Cái này nó không có kín màn hình. Một số cái là người đăng sẽ chèn cái này kín hết màn hình. Chúng ta muốn coi thì chúng ta phải tắt. Nhưng mà nhiều cái tắt rất là khó, có cái tắt không được. Và đây còn cái này nó sẽ có màu trong nên thì đỡ này. Nhưng mà khi chúng ta ấn stop bằng chuột nó sẽ chạy qua một cái link khác. Để tắt cái tiện ích này, à để tắt cái để tắt những cái biểu tượng này nhanh thì các bạn vào cài đặt ở trên chương trình chạy đây, các bạn bỏ dấu tích vào cái chỗ chú thích này, nó sẽ mất hết.
mấy cái này không có mục chú thích. Các bạn cứ vào cài đặt, bỏ cái mục chú thích đi thì những cái che màn hình đấy sẽ không còn nữa. Cái này thì người ta cài đặt nó chỉ lên một tí là thôi thôi. Và chào các bạn, chúc các bạn thành công.